hoạt động Teleion City, theo dõi trận đấu trong khổ giải bóng đá danh nhân online Serie A 2014, vòng đấu thứ 7 giữa hai đội bóng Media 24 giờ và Địa ốc 12 giờ. Đội Địa ốc 12 giờ ra sân trong trang phục áo cam quần đen tất trắng. Đội Media 24 giờ ra sân trong trang phục áo trắng quần đen tất trắng. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu gồm có trọng tài thứ nhất Nguyễn Anh Vũ, trọng tài thứ hai Nguyễn Hiền Phúc. Cái thời gian cọc dài nha, cái đó thời gian cọc dài. 1 2 trái qua trái rồi.
Oh!
từ từ về ai thôi. Để chưa? Hình như mà chưa lên mà. Có tí thì bà lên á. Bà kêu tí bà lên mà. À, bà kêu tí bà đem đồ lên chứ đâu có đồ đâu. Vậy mạnh nó bỏ
Nữa, phải luôn.
Let's go!
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để nhận giải thưởng người thắng cuộc dự đoán. Anh như vậy mà sao mà ấy được. Đây, đây. Đó là thế.
老弟。
rồi bố mày. Nó có trắng luôn vừa, nó trắng luôn được, nó trắng luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.